Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn hai ván đấu của Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh và Tay Độc Nguyễn Thành Bảo tại trận Smash diễn ra ngày 26 tháng Giêng 2021. Mời các bạn thưởng thức hai ván cờ rất hay của Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh và Tay Độc Nguyễn Thành Bảo. Biên bản ván 7. Chứ Chứ Chứ
吃 吃 将军吃吃吃吃Mã 2, tấn 4. Chơi đến đây thì Nam Phương công tử lại Lý Huynh nhận thấy không thể chống đỡ được nữa, cho nên anh đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván thứ 2, ván 11.吃吃吃吃
将军。 吃，将军。 Pháo 1, thói 2, bắt xe. Chơi đến đây thì tay độc Nguyễn Thành Bảo đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ rất hay của hai kỳ vương Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.